Chào tất cả các bạn, hôm nay mình giới thiệu các bạn một sản phẩm. Đó là máy vo viên. Vo viên thịt, vo viên bò mọc gia đình. Thì với máy này các bạn có thể nhồi thịt vào đây. Thì nó sẽ cắt ra đây. Đấy, phần đây phần cắt này. Hay mình chạy thử cho các bạn xem nhá. Hiệu suất của năng suất này là 1.000 viên trên 1 phút. Và cái thứ hai nữa là phục vụ rất tốt cho mini, cho gia đình. Đấy. Sản xuất mini nhỏ gia đình. Đấy. Mà các bạn nha. Với cái máy này là vo nó cắt là đường cắt của nó là mình xem nào, đường cắt của nó là 2.5 cm. Cảm ơn các bạn. Công inox 100%. Đấy. Các bạn mua hàng xin hệ qua số điện thoại 0934482222. Website sử máy tên hóa số con vấn đề không dấu. Đấy. Các bạn nào đây là bán mình cái máy không này. Các bạn tiện lợi các bạn có thể làm một cái nồi nước ở đây thì nó cắt đâu nó rồi tòm tòm đấy nha. Cảm ơn các bạn.